sẽ tặng bạn là 100 triệu. Vâng. Dù bạn có đồng ý hay không đồng ý. Anh tặng em 150 triệu nha. Thế thì làm sao cho bạn đi? Rồi. Dạ, xin chào các Shark. Em là Đào Hải Nhật Tân. Em là founder và CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn Seesaw Việt Nam, nhà nghiên cứu và phát hành các sản phẩm đồ chơi chăm sóc tinh thần. Công ty Seesaw Việt Nam của chúng em ra đời với mục tiêu sẽ nghiên cứu và phát triển những bộ trò chơi chăm sóc tinh thần, mà thông qua những bộ trò chơi này thì người Việt sẽ có nhiều cơ hội để chăm sóc tinh thần hàng ngày hơn. Từ đó thì họ có thể trân trọng những giá trị bên trong của mình hơn. Công ty của chúng em được ra đời vào cuối năm 2021. Chia sẻ cho các Shark rằng là cái dự án này của bọn em với vốn đầu tư đầu tiên là vốn điều lệ và cũng là vốn thực góp luôn, là một con số rất hạn chế, đấy là 100 triệu đồng. Tuy nhiên là 7 tháng mở bán thì bọn em hòa vốn sau 2 tháng đầu tiên, và hiện tại doanh thu của bọn em là hơn 200 triệu. Thì thực sự đây là một con số nó khá là khiêm tốn và nó rất là nhỏ, nhưng mà đối với chúng em thì bọn em tin rằng là cái con số này nó là một cái tín hiệu rất tốt và rất giá trị với bọn em. Và trong tương lai thì bọn em muốn đầu tư cái giá trị của bọn em vào con người để có thể đa dạng hóa hơn nhiều cái hình thức chăm sóc tinh thần cho người Việt Nam, chứ không chỉ dừng lại ở game. Và bọn em cũng muốn Seesaw sẽ góp được một cái chút sức lực nhỏ bé nào đó để có thể cải thiện cái ngành tâm lý học ở Việt Nam, và đặc biệt là sẽ có thể kêu gọi thêm những cái nguồn nhân lực chất lượng trong ngành tâm lý học quay trở về Việt Nam và cống hiến làm việc. Đối với em cũng như là đội ngũ của chúng em thì Seesaw không chỉ là một cái nơi mà chúng em đến để làm việc, mà đối với chúng em thì Seesaw nó là một cái nơi chúng em đến để thực hiện cái sứ mệnh, đấy chính là đồng hành trong cái hành trình tìm kiếm những cái giá trị hạnh phúc bên trong nội tâm của người Việt Nam. Và vì thế thì ngày hôm nay em đến đây để hy vọng rằng là mình có thể tìm kiếm những người đồng hành trong cái hành trình chinh phục cái sứ mệnh đó của em. Em muốn kêu gọi số vốn là 1,5 tỷ đồng cho 25% cổ phần của công ty chúng em ạ. Dạ, em xin mời các Shark đặt câu hỏi ạ. Tại sao bạn lại chọn cái lĩnh vực về trò chơi giáo dục về tâm lý cho lứa tuổi thanh niên đúng không? Những cái đam mê về ngành tâm lý của em bắt đầu từ khi mà em còn làm học sinh lớp 10. Có thể là cái câu chuyện này nó không xuất hiện ở trong cái thời kỳ của các Shark nhiều, nhưng mà trong thời kỳ của chúng em thì những cái nỗi đau về tâm lý rất nhiều. Và mỗi ngày khi em đến lớp, em nhìn thấy những vết xeo ham trên tay chân của bạn em, hay là em nhìn thấy những cái cảnh mà các bạn ngồi ở trong lớp và khóc. Nhưng mà lúc đó thì thực sự là chia sẻ thật với các Shark là lúc đó em rất sợ, em không dám đến gần các bạn, và em nghĩ là bây giờ mình phải làm gì đây? Bây giờ mình đến gần thì mình biết làm gì để các bạn tốt hơn. Thế là em đã lựa chọn là trốn tránh, em không đến gần các bạn. Và có một ngày thì khi mà em đến lớp thì em nhận được một cuộc điện thoại của mẹ bạn em. Một cái người đã từng rất tràn đầy năng lượng, rất hạnh phúc. Bạn nằm ở đó vô cùng gầy gò, và trên tay chân bạn thì rất nhiều vết thương. Và lúc đó khi mà em đứng ở ngoài em nhìn vào bên trong, em thực sự là em rất là ân hận. Bởi vì em đã không làm một điều gì đó sớm hơn cho bạn của em. Và sau đấy thì em đã đưa ra một cái quyết định, đấy là mỗi ngày khi đi học về thì em sẽ đi về với bạn, chỉ như vậy thôi ạ. Và điều đấy diễn ra trong khoảng 6 tháng. Sau đó khi mà bọn em chia tay lớp cấp 3 và đi lên học đại học, thì bạn có đến với em, bạn cảm ơn em vì 6 tháng đấy, và bạn ấy nở một cái nụ cười. Và sau này khi mà em đang đứng ở trên cái lựa chọn xem là mình phải trở thành ai và mình sống trên cuộc đời này để làm gì, thì em chỉ nhớ đến nụ cười của bạn đến ngày hôm đó thôi. Và em thực sự em muốn là em sẽ dành cả cuộc đời của em để cống hiến cho ngành tâm lý và để nhận lại rất nhiều những cái nụ cười trên những gương mặt mà đã từng tổn thương như vậy. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 3 ngành tâm lý học trị liệu của trường Đại học Fulbright Việt Nam. Tại sao lại có cái gọi là như em nói, nó gọi là những con self harm? Em lý giải cho anh được không? Có rất là nhiều những cái lý giải khác nhau, nhưng mà theo em thì có một cái lý giải nó rất chi là đúng, đấy chính là họ sinh ra trong cái giai đoạn là đất nước của mình đã có khá là đầy đủ về việc ăn việc mặc, họ không phải chịu những cái nỗi quá khổ về việc là mình thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà họ sẽ có một cái vấn đề là họ sẽ có những cái nhu cầu kết nối rất là cao, muốn là được công nhận. Có một thứ nó gọi là khủng hoảng hiện sinh, tức là mọi người sẽ luôn hỏi rằng là tại sao mình lại tồn tại, mình tồn tại với ý nghĩa để làm gì. Vì vậy thì các bạn luôn luôn muốn là mình phải chứng tỏ bản thân của mình như thế nào thì mình mới xứng đáng được tồn tại. Em nghĩ đấy là cái lý do lớn nhất. Số đông không? Khoảng bao nhiêu phần trăm giới trẻ lứa tuổi em bị gặp phải vấn đề đấy? Theo nghiên cứu thì là 14,6% ạ. Ui. Thì cái tiềm năng của chúng em thứ nhất là về bán lẻ trước. Khi mà bọn em mở bán ra một cái thôi thì rất nhiều khách hàng đến với bọn em, sau khi họ sử dụng sản phẩm họ gửi cho bọn em những lá thư rất dài, họ làm những video, họ có những cuộc gọi rất dài để nói cho bọn em những tâm tình của họ, cảm ơn họ. Thế em nghĩ là có một cái sức mạnh của
của bán lẻ đó chính là cái tính truyền miệng rất là cao. Em bán bao tiền cái? Dạ dao động từ khoảng 300 đến 450 một sản phẩm ạ. Thực ra nói với các shop thế này này, tôi cũng rất gần gũi với các bạn trẻ. Thực sự là các bạn đang bị khủng hoảng rất nhiều về vấn đề tinh thần. Cái nhiều khi cái món ăn tinh thần nó lớn hơn rất nhiều lần những cái món ăn khác. Các bạn muốn giúp cho những người bạn xung quanh mình được hạnh phúc như mình. Giống như tôi vẫn thường nói với các bạn trẻ, mình chỉ hạnh phúc trọn vẹn khi những người xung quanh mình hạnh phúc. Sang Eric ngồi cạnh tôi từ bấy giờ cứ đưa thư, tôi cứ tưởng là có thư gì đấy. Nhưng mà Eric và chị Liên ơi, làm đi. Và hai chị em đang muốn là cùng giúp cho bạn phát triển. Đặc biệt những cái hình thức của bạn đang làm ở các nước tiên tiến người ta làm lâu lắm rồi. Theo chương trình ấy thì cái thẻ này tôi sẽ tặng bạn là 100 triệu. Vâng. Dù bạn có đồng ý hay không đồng ý, để tôi với Eric sẽ giành cái quyền để vào đây đàm phán với bạn. Em xin lỗi chị Liên nha. Em viết cái ticket này không phải là để em đấu với chị. Anh là anh sẽ không đầu tư khi mà em còn đang ở ghế nhà trường á, nhưng mà anh sẽ ủng hộ em cho làm cái dự án này, cho nên anh sẽ viết rồi anh ủng hộ em nha. Em cảm ơn anh. Rồi anh tặng em 150 triệu nha. Thế thì đem sao cho bạn đi. Rồi cảm ơn anh ạ. Chúc mừng bạn. Dạ, em xin cảm ơn Shark Liên, em xin cảm ơn Shark Hùng Anh, cảm ơn Shark Eric, Shark Hưng và Shark Bình. Thực sự là bây giờ không có một cảm xúc nào, một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của em bây giờ. Em cực kỳ biết ơn và em chắc chắn là sẽ sử dụng cơ hội này một cách tối đa nhất có thể. Em xin cảm ơn ạ. We come in both. We give you 1 tỷ each for 30%. You get 2 sharks. 2 tỷ cho 30%. Tăng tiền và tăng cái tỷ lệ để cho... Can I discuss with my teammates? Bạn, nếu bạn quyết định ngay bây giờ thì bạn sẽ là một deal mà nhanh nhất mà thành công trên chương trình Shark Tank. Dạ, ok, em sẽ không đàm phán nữa luôn. Dạ, em chấp nhận ạ. Okay. Yes. Ok. Dạ. Congratulations. Ba tỷ vui. Yes. Mình đã theo dõi chương trình Shark Tank được rất là nhiều năm và Shark Liên là một cái người mà thực sự đã truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều, bởi vì Shark luôn luôn nói rằng là Shark muốn đầu tư vào con người. Trong cái ánh mắt của Shark Liên và kể cả Shark Eric thì hai người có một cái gì đó nó rất chi là đặc biệt trong cái ánh mắt khi mà nhìn cái phần pitching của mình, và đặc biệt là khi mà chốt deal thì Shark Liên có đến ôm mình và nói rằng là làm tốt lắm con gái.